Xin chào cả nhà, chào cô chú và các bạn đang theo dõi video clip mới trên kênh của Dòng Sự Kiện nha. Thì hôm nay em có một số thông tin cập nhật đến cho cả nhà. Những cái bản tin liên quan đến chị Loan và những cái bản tin về câu chuyện mà chị Ni livestream vừa rồi. Thì như cả nhà đã biết thì chị Ni đã có những phản ứng tích cực đối với con xăm chỗ bên Malai. Và hiện tại thì chị Ni đã like và giải trình và nói rõ những vấn đề liên quan đến con xăm chỗ này và những cái người có hình thức là kích động những cái thông tin liên quan đến chị Ni, liên quan đến Hồng Loan và đặc biệt là những thông tin về cái chuyện mà bôi nhọ xúc phạm danh dự của Hồng Loan. Thì mới đây nhất em có lướt trên mạng và tình cờ có những cái đoạn clip nói về cái sự nhút nhát của chị Ni, đặc biệt là cái tài khoản này đưa ra những cái bài viết nói là chị Ni là một người nhút nhát, là một người dẫn dắt Hồng Loan theo chiều hướng của mình. Thì em mời cả nhà nghe một cái đoạn ngắn về cái người này rồi trước khi chúng ta đi vào phân tích cụ thể nha. Thì chị Ni lên, chị Ni lại nói là nó không dám ga, không hồi tiền, nó nói chứ nó không dám ga. Hẹn bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu cái cuộc hẹn rồi nó đều không ra hết. Đó mọi người thấy không? Hai người nói hai đằng khác nhau đúng không? Hai người nói hai lời khác nhau. Rồi á, cái con hồi tuyền nó kêu đi qua bên đó để gặp nó, nhưng mà lại đi qua đó để thăm con. À, cái kịp. Thứ nhất là chuyện chị Ni đi qua thăm con là chị Ni đã sẵn sàng rồi. Còn cái chuyện con hồi tuyền nó có hẹn á, là chuyện của nó. Không lẽ ai hẹn mình cũng phải đi gặp mặt sao? Hẹn để làm gì? Hẹn để làm gì? Những cái thể loại mà xăm chỗ, những thể loại mà phát ngôn linh tinh, phát ngôn tầm bậy tầm bạ, chắc chắn vậy Nam Miếng Đất là của nó đâu? Hay là nó cũng đang đi giật người ta xong rồi về để phe lên cho cộng đồng xem? Kiểu giống như là để chứng minh cho con hồi tiền là tao đi qua bên đó rồi đó đó, nhưng mà lại đi qua đó thăm con chứ không phải là để cá độ, mà nói là ta đi qua ta thăm gia đình của người ta, thăm chồng, thăm con, thăm gia đình. Chứ bộ đi qua bộ kéo nguyên gia đình lại đặng nói chuyện, đặng nói với nó. Ai kêu kéo nguyên gia đình? Thì đúng rồi, người ta qua thăm gia đình, thăm con người ta, chứ đâu phải đi làm những chuyện tào lao đâu mà ngồi đó phải linh tinh vậy. À, Hồ Tuyền nó chỉ kêu một mình đi, nó kêu Ni là đi tới gặp nó, địa chỉ cho nó địa chỉ nó tới, hoặc là nó cho địa chỉ tới, hoặc là hai người đi lên phường, đi lên đồn, mà làm không được cái gì hết. Nhưng mà lại về thì dẫn dắt cộng đồng mạng nói là bao nhiêu lần hẹn nó không ra đó. Dẫn dắt gì đây? Ở đây là ai dẫn dắt ai? Thứ nhất người ta đi qua thăm gia đình chứ đâu phải qua gặp nó làm gì. Cái con này thì chị Ni đã biết nó rất là rõ rồi. Chị này không biết là chị bên nào đây mà chị đang có những cái phát biểu, những cái chính kiến của mình mà thấy cũng hơi có chiều hướng sai lệch theo cái hướng mà chị Ni nói chị hồi tối rồi. Người phát ngôn, người đại diện hợp pháp cho Hồng Loan được tòa ra quyết định đàng hoàng nghe, chứ không phải là những người mà tào lao, những người lên trên mạng chửi rủa mày tao rồi nói cộng đồng mạng là lũ này lũ kia. Đó, chị phải xem lại những thông tin rõ ràng đi trước khi mà chị lên trực tiếp trước không gian mạng, để xem nếu mà không có ổn thì coi như có thể là chị giống như là bông hậu Củ Chi đấy. Mọi người thấy hai cái lời nói nó khác nhau hoàn toàn hết trơn à. Nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ mà mình nói một cái gì đó thì mình phải có trách nhiệm đúng không? Nếu mà bây giờ con hồ tiền nó đang cá như vậy đó, nó đang ra kèo như vậy đó, mình không chốt kèo, mình chốt không chốt rồi thì thôi, mình đi qua thăm con mình thì thôi, tự nhiên người ta đang chốt kèo, người ta đang ra kèo, mình lại đặt đi qua bên Mã Lai. Rồi bắt đầu cái kiểu như đi xong rồi nó là đi thăm gia đình. Nó thừa biết chị Ni là sẽ có về thăm gia đình, tại vì những ngày quan trọng của ngày Tết Tây với cả nhà, với ngày Giáng sinh đó là ngày đặc biệt quan trọng trong năm, ngày đoàn viên của gia đình nếu mà theo bên đạo Công giáo với cả nhà. Nó nên cái việc nó thừa cơ hội này nó đưa ra kèo, nhưng kèo ở đây là đâu ai chấp nhận đâu, người ta đâu có cần thiết đâu, muốn làm kèo thì phải về Việt Nam, đắc ở Việt Nam thì về Việt Nam công chứng. Chứ về qua đó nó nói không có, nó tao nói chơi, hoặc là qua đó nó cho leo cây thì rồi sao?
nói ra mà không chịu suy nghĩ, nói ra mà cứ công kích để kích động với hai bên. Đúng là tám thiệt, này là tám nha cả nhà. Rồi về bắt đầu là nói là con này không, con Hồi Tiền không dám ra gặp, mà trong khi thằng hai hệ đó nó nói là chồng không cho đi đó. Mọi người thấy rõ ràng không, hai cái lời khác nhau hoàn toàn luôn. Nó nói với thằng hai hệ, cái cô này nói người đó là đang nói với Chí Cảnh đó cả nhà. Tại vì cô này với Chí Cảnh TV cũng có những cái bài phản biện qua lại cực rắc á. Nhưng mà những vấn đề cô này đưa ra thì mình nghĩ nó không có qua có luôn có càng quan tâm gì. Nhưng mà muốn làm clip này để nói cho cả nhà biết là có những cái người đang có sự công kích mới. Ngoài chuyện công kích về cái số lượng người đăng ký khủng trên không gian mạng, thì hiện tại là có những sự công kích mới. Đó là công kích từ những cái trang, những cái kênh mới thành lập hoặc những cái kênh có lượng truy cập ít vào đây để hóng cái drama này theo cái chiều hướng là 50-50, đứng bên này, đứng bên kia, ai nói xấu bên này thì qua bên kia dỗ về một cái. Nói chung là không phải gọi là hai mặt nữa, đa chiều luôn đó nha, như là gió chiều nào theo chiều đó, chứ không phải còn hai mặt như xưa nữa, là xưa rồi. Và trong cái clip này thì cái chị này đã dùng hình thức này để công kích qua lại. Khi mà Ni đưa ra những thông tin gì đúng sự thật cho khán giả cùng nghe thì chị này lại bắt bẻ ngược lại, nói tại sao không dám làm, tại sao không chịu gặp mặt con nó, mà mắc mớ gì phải gặp con xăm chỗ đó cả nhà. Nhưng cả nhà thử nghĩ đi, nếu như ai kêu mình đi gặp mặt những người nào lạ mình gặp mặt không? Rồi ai kêu mình cáp kèo không? Chắc gì những miếng mồi ngon đó đó là không có cạm bẫy. Nó bông hoa đẹp thì cũng nào có gai, đúng cả nhà, hoa hồng phải có gai. Chứ đâu phải là muốn được là được đâu. Mà suốt ngày mà cứ đi dẫn dắt ngược lại cái vấn đề mà người ta đã nói rồi, cũng hay thiệt chứ. Cái đó đó là chồng nó không cho đi, không cho ra. Rồi xong rồi nó về, nó lên live, nó nói là con Hồ Tiền không chịu ra gặp nó, không ra, hứa bao nhiêu lần rồi không ra. Trong khi người ta đã lên live, người ta nói rõ ràng như vậy rồi. Người ta nói là đi ra cho địa chỉ người ta tới, hoặc là tới địa chỉ của người ta, hoặc là hai người đi lên trên phường để mà gặp nhau tại trên đó. Người ta chơi vậy cũng có. Gặp nhau để làm gì? Chị Ni có phạm tội gì không mà lên phường gặp? Lên phường rồi nói gì với nhau? Hả? Rảnh với ta, lên phường nói gì với nhau nào? Rồi vấn đề địa chỉ chị Ni đã nói rồi, địa chỉ là bên nó thừa biết là chị Ni nhà ở đâu, thì nó tìm hiểu được mà, thì nó có cho người qua nhà đi. Tại sao không dám qua nhà của chị Ni bên Mã Lai mà hẹn gặp ra chỗ khác? Nó rồi tại sao lúc mà chị Ni qua đó nó lại đi du lịch chỗ khác? Tại sao không hiểu vấn đề đó? Nó cả nhà, công bằng là còn gì, cũng gì đâu mà tôi dân kinh doanh là một người thành đạt, dù sao cũng có danh tiếng trong xã hội, cả nhà hiểu không, cũng đỡ. Người ta làm ăn kinh doanh nhưng mà người ta không có phải kiểu như suốt ngày tay đôi với những cái đứa mà không có nguồn gốc, những cái đứa mà chợ đen chợ trời. Thì đúng rồi, chị đi không gặp con Malay là chính xác cả nhà. Gặp nó thì nó biêu xấu thêm, gặp nó thì nó sẽ có những cái hành động gọi là bằng cùng, đường cùng cả nhà. Kênh tao thế này thế nọ, chỉ ra chuyện với Phương Lê á, thì không có nói ai biết hết trơn á. Không có ai mà nói cái người đại diện không nói cho ai trong team nghe hết trơn. Hello Tony Bảo Phạm, đúng rồi đó, mình nghĩ Phương Lê giúp là rất ok. Thứ nhất là người ta thành đạt, một người thành đạt, một người người ta có cũng có tiếng tăm trong xã hội, một người người ta cũng là doanh nhân, bả cũng là người thành đạt mà, thì dù sao ít ra còn đỡ hơn, biết không? Còn không cái đưa một người mà không biết nguồn gốc gì hết trơn đưa vô rồi bắt đầu quyết định hết mọi chuyện, đi bắt tay với cái ông Nguyên Gió để đi xét nghiệm, còn ở gì đi thử nghiệm, đi xét nghiệm gì của con bé Loan. Một cái hành động mà không hề nói với bất kỳ một người thân nào của bé Loan hết. Tới đây chắc mình cũng sẽ dừng về cái phát ngôn của cái cô này.
trên cái kênh của mình. Và mình xin nhận định vấn đề á, là về câu này là cả nhà cứ vào đó, nếu muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì cả nhà cứ bấm hủy, bỏ cho xong. Vấn đề liên quan đến câu này tại một cái kênh tên là 8 Vlog. Mình xin nhắc lại, đó là kênh 8 Vlog, nó có những cái thông tin trái chiều, ngược chiều về những cái người liên quan trong team của Hồng Loan, muốn kích động và chia rẽ cái team này. Bây giờ công kích qua Phương Lê, công kích qua anh Nguyên Vũ, nói Hồng Ni là một người vô danh, là một người không phải là học dạng danh nhân. Tôi không hiểu là câu này biết vấn đề gì về Ni đó. Nếu như người ta không phải là có tiền, có tài chính thì về đây giúp đỡ Hồng Loan trong những phiên tòa, đứng ra đóng tiền cho Hồng Loan để làm gì? Phải cô suy nghĩ một điều cho nó rõ ràng một tí. Nếu không phải là một người mà giúp đỡ Hồng Loan, bảo vệ Hồng Loan thì vấn đề con cái của họ bên kia, chồng con của họ, họ bỏ ra mấy tháng trời để đi qua đây để làm gì? Đi chơi à? Nó phải xem xét lại vấn đề này. Cứ lên mạng mà công kích để người ta yên vui trong thời gian để gần Tết rồi mà cũng bị công kích nữa. Đây là một kênh nhỏ cả nhà ha, một cái kênh nói chuyện, nói chung là mình thấy cũng không có đặc biệt gì, nhưng mà muốn gửi đến cả nhà trong cái bản tin này với cái lý do là có những sự công kích mới lạ. Giống như chị Ni hồi tối có nói rồi đó, là nó sẽ tạo ra một cái nick ảo, một máy nó tạo rất nhiều nick ảo cả nhà. Nó vào để công kích, nó chửi, nó rủa, tự bình luận với nhau. Chẳng hạn như cái nick Lương Văn Bình hay là Sammy Nguyễn, hay là những cái nick khác như là cô bóng gì đó mới tạo mới cả nhà. Nói chung là bình luận rất là nhiều từ khiếm nhã về câu chuyện drama của Hồng Loan. Và mình tin rằng là cả nhà cũng sẽ có cái nhìn thấu đáo về câu chuyện này nó cả nhà ha, và loại bỏ những đi thiên thành phần không được hay trong drama này, phản biện một cách là nó cùng đường bí lối. Chẳng hạn như chị phản biện của cái cô mì xào Củ Chi thì phần 71 của cô đang nhận được rất là nhiều gạch đá từ khán giả. Nó với những cái lời phát ngôn mày tao, kể cả những cái một số kênh anh chị lớn thì họ cũng đã bình luận rồi, phân tích rồi, thì cái đó mình cũng không cần thiết nói lại nữa. Nhưng mong dù sao cô cũng là một người có tiếng trong xã hội, cũng là một người thành đạt, thì cũng phải giữ cho mình một cái thiện cảm trước công chúng, giữ cho mình một cái sự đẹp, một cái vẻ đẹp, không đẹp về tâm hồn đi, nhưng mà đẹp về bên ngoài là cũng được rồi nha cả nhà. Và tới đây thì em xin tạm dừng clip này, thì chúc cả nhà có một ngày mới gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Nhớ đăng ký kênh, like, share và ủng hộ Dòng Sự Kiện nha cả nhà. Xin chào cả nhà và gặp lại cả nhà sau nhé.